Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn ván cờ rất hay giữa Quậy Tinh Lai Khách Dương Thiên Nhất và Yêu Ma Tào Nhâm Lỗi trong giải đấu Hàng Tinh Voi 2016. Ván cờ rất hay khi Yêu Ma Tào Nhâm Lỗi hậu thủ bức sát Dương Thiên Nhất. Trước khi bước vào ván đấu, mình xin giới thiệu sơ về hai kỳ thủ trong ván đấu ngày hôm nay. Dương Thiên Nhất, biệt danh Quậy Tinh Lai Khách, sinh năm 1989 tại Bắc Kinh. Hiện tại, anh là kỳ thủ đứng đầu bảng xếp hạng làng cờ Trung Quốc với hệ số ELO rất cao, hơn 2007. Là một kỳ thủ rất mạnh thế giới hiện nay. Dương Thiên Nhất từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu thiên tư về cờ tướng. Anh đã hai lần vô địch Trung Quốc vào các năm 2012, 2016, vô địch thế giới 2013 và vô địch châu Á 2015. Dương Thiên Nhất có lối chơi rất mạnh mẽ, nhiều đột phá nhưng lại hết sức khéo léo, tinh tế, lão luyện, sâu xa. Sở trường của Dương Thiên Nhất là phi tượng cuộc và tiên nhân chỉ lộ. Về đối thủ của Dương Thiên Nhất trong trận đấu ngày hôm nay, Tào Nhâm Lỗi, sinh năm 1991 tại thành phố Tam Môn Giáp, tỉnh Hà Nam. 4 tuổi học cờ, 7 tuổi tham gia toàn quốc tượng kỳ đại hiệp xưng hiệu tái, 11 tuổi giành quán quân toàn quốc thiếu niên tượng kỳ tiểu tiêu tái. 2004 giành quán quân toàn quốc tại bảng dành cho các kỳ thủ 16 tuổi, được công nhận là tượng kỳ đại sư. 2004 và 2005 liên tiếp giành hai chức quán quân tại giải cờ tướng Thẩm Quyến. 2006 đại diện cho đội Hà Nam thi đấu tại bảng 2 và giành được các á quân đồng đội, giúp đội cờ tướng tỉnh Hà Nam lần đầu tiên lên chơi tại giáp cấp liên tái. Kể từ đây, cái tên Tào Nhâm Lỗi đã gây biết bao khổ sở cho các kỳ dương Trung Quốc cũng như Việt Nam tại các giải đấu lớn. Trên thực tế, Tào Nhâm Lỗi đã xuất thân từ giải cờ tướng chuyên nghiệp của Trung Quốc trước khi đầu quân cho Ma Cao, và hiện tại anh đều đặn sinh hoạt tại các giải đấu lớn của Trung Quốc. Tại Hàng Tinh Voi 2016, Tào Nhâm Lỗi và Lại Vũ Huynh của Việt Nam có một giải đấu vô cùng đáng nhớ khi vượt qua tất cả các đối thủ mạnh của Trung Quốc để đối đầu với nhau trong trận chung kết. Lại Lưu Huynh chiếm ưu thế với dáng cờ tiêu chuẩn, tuy nhiên để lỗi thủ hòa và sau đó anh đã thua dáng cờ nhanh, đành giành vị trí á quân trong trận nối tiếp của các làng cờ Việt Nam. Bước vào ván đấu với lợi thế đi tiên, Nhất đã chơi theo sở trường tượng 3 tấn 5 và mã 2 tấn 3, chốt 7 tấn 1, tàu pháo 8 bình 5, pháo 8 bình 7, chốt 5 tấn 1, chốt 7 tấn 1. Nhất tấn chốt uy hiếp mã của bên đen. Tàu pháo 5 tấn 4 chiếu tướng, sĩ 4 tấn 5 và mã 3 tấn 5 bắt lại chốt đỏ. Chốt 7 bình 6. Chốt 5 tấn 1. Sau hàng loạt nước đi, đến đây hai bên đã có hai chốt qua xong. Nhất chơi tiếp. Mã 8 tấn 9, pháo 5 bình 2. Nhất nhảy mé biên, dọn đường cho xe 9 bình 8. Tàu pháo 5 bình 2 để phong tỏ xe đỏ. Nhất chơi tiếp mã 9 tấn 7 bắt chốt đầu, pháo 2 bình 5, tàu căng cho chốt. Tuy nhiên ở đây Nhất chơi tiếp chốt 6 tấn 1 bắt mã, mã 5 tấn 4 và mã 7 tấn 5. Tàu chơi tiếp mã 8 tấn 9, Nhất khởi quần xa. Đến đây Nhất có thể chơi mã 2 tấn 1 trước xe 1 bình 2, xe 1 bình 4 và xe 9 bình 8. Đến đây các bạn cũng có thể nhìn thấy toàn bộ lực lượng của bên đen đã được triển khai. Bên đỏ mặc dù có chốt qua sông và mã nằm vị trí tốt, tuy nhiên vị trí mã 2 và xe 9 của bên đỏ chưa được triển khai. Nhất chơi tiếp pháo 7 bình 8 bắt xe hồng né tránh chân mã đen, tàu pháo 2 bình 3, Nhất mã 2 tấn 1, tàu sĩ 4 tấn 5, Nhất mã 5 tấn 4. Cờ mã 5 tấn 4 của Dương Thiên Nhất có vẻ không mạnh lắm. Lập tức Tào Nhâm Lỗi khai thác bằng nước, pháo 3 tấn 1 mời đổi pháo. Nhận thấy cặp pháo văn của Dương Thiên Nhất rất mạnh, Tào Nhâm Lỗi tấn pháo mời đổi. Và Nhất đã chơi pháo 2 bình 7. Ở đây có hai biến,
và Tàu đã chơi theo biến 1. Mã 4 tấn 3. Nếu đổi lợi chơi theo biến 2 thì diễn biến thế nào, mời các bạn xem thử. C2 tấn 7 lập tức đỏ chơi. Pháo 7 tấn 7 ăn tượng. C8 tấn 7 tri mã. Chốt 6 bình 5. Mã 4 thôi 5. Và C4 tấn 1 mời đổi xe. Đến đây ưu thế của bên đen rõ ràng, các quân đều thông thoáng. Xe đỏ nằm vị trí rất xấu, chưa được triển khai. Đến đây có thể khẳng định Tàu phản tiên. Mời các bạn xem là diễn biến chính, diễn biến mà Tàu Nhâm Lỗi đã chọn. Mã 4 tấn 3 ăn pháo. Pháo 8 bình 9 và xe 8 tấn 7 tri mã. Đến đây có 3 biến. Mời các bạn xem thử từ biến. Biến 1 là Dương Thiên Nhất đã lựa chọn. Mời các bạn xem thử biến 2. Nếu chơi theo biến 2 thì lập tức đen sẽ chơi xe 8 tấn 2 là tướng đỏ sẽ ra đi. Mời các bạn xem tiếp biến 3. Nếu chơi chết 6 bình 5 thì đen sẽ chơi pháo 5 bình 6 bắt xe. Tượng 5 tấn 3 bắt lại xe. Và đen chơi tiếp xe 8 bình 9 pháo 9 bình 1 pháo 6 tấn 6 xe 9 tấn 2 mã 3 thối 4. Xe 9 bình 6 tiếp tục bắt mã. Mã 4 thối 5 pháo 1 bình 5. Mặc dù lỗ quân, tuy nhiên bên đỏ đây có thế công rất mạnh ở trung lộ, mã đỏ nằm vị trí rất tốt. Đến đây buộc đen phải thối mã. Đỏ lập tức chơi xe 6 tấn 3 và đen xe 2 tấn 6. Xe 6 bình 5 tri lại mã. Ở đây có 2 biến, nếu chơi theo biến 1 mời các bạn xem thử thì lập tức đỏ sẽ chơi mã 4 tấn 3 chiếu tướng. Pháo 6 thối 7. Xe 5 bình 4 chiếu tướng. Sĩ 5 tấn 6 và xe 4 tấn 2. Đến đây đỏ đang bắt lại quân và có thế công rất mạnh khi đã có được pháo khống. Mời các bạn xem thử biến 2. Nếu chơi mã 8 tấn 7 thì đỏ sẽ chơi pháo 5 tấn 4, mã 7 tấn 5 và xe 5 tấn 1. Sau hàng loạt nước đi, xe đỏ đã thông thoáng và đã lấy lại được một quân. Đến đây thế trận rất cân bằng. Mời các bạn trở lại diễn biến chính, diễn biến mà Dương Thiên Nhất đã chọn. Nhất chọn theo chơi theo biến 1. Xe 9 tấn 1 đưa xe vào miệng của con mã. Tuy nhiên ở đây mã đen không thể ăn, sẽ đổi quân và thế trận sẽ cân bằng ngay. Lập tức Tàu chơi xe 8 bình 9 và xe 9 bình 7 tri mã. Xe 9 tấn 2, xe 4 thối 1, xe 9 bình 6, tướng 5 bình 4 và mã 3 thối 4. Nhất chơi tiếp xe 7 tấn 3 tri mã. Mã 4 tấn 6. Đến đây Nhất chơi tiếp xe 7 bình 4 tri mã. Xe 2 tấn 6, sĩ 5 tấn 4. Nhất lên sĩ để chặn mã. Và Tàu chơi tiếp xe 2 bình 4 tri chốt, đồng thời xe đang bắt sĩ. Buộc Nhất phải chơi sĩ 6 tấn 5. Mã 6 thối 4. Đến đây có 2 biến. Nhất chơi tiếp theo biến 1. Chốt 6 bình 7 để ăn chốt. Tuy nhiên mời các bạn xem thử biến 2. Nếu chơi pháo 9 tấn 4 thì lập tức đen sẽ chơi pháo 5 tấn 4.
Pháo chính tấn 3 chiếu tướng. Tượng 3 tấn 5. Chốt 6 bình 7. Pháo 5 bình 6 chiếu tướng. Tướng 4 bình 5. Đến đây đen có thế công rất mạnh ở bên cánh phải. Mời các bạn xem tiếp diễn biến 1. Diễn biến mà Nhất đã lựa chọn. Chốt 6 bình 7. Mã 4 thôi 3. Xe 4 bình 7 truy mã. Mã 3 tấn 5. Lập tức Nhất chém tượng. Xe 7 tấn 5 chiếu tướng. Xe 6 thôi 6. Xe 7 thôi 6. Và xe 4 tấn 3 truy mã. Đến đây mã đỏ không có đường chạy, buộc phải đổi mã đen. Mã 4 thôi 3. Lập tức tàu chơi. Mã 5 tấn 7. Chốt 3 tấn 1. Mã 9 thôi 7. Mã 9 bình 8. Tới đây Nhất đã lỗ quân, không còn lực lượng để tấn công. Nhưng lập tức bình pháo, tìm cơ hội phản công. Tuy nhiên tàu đã chơi. Xe 4 bình 2 để chặn pháo. Pháo 8 bình 6. Mã 7 tấn 6. Tiếp tục tìm cách tấn công. Pháo 6 tấn 1. Lập tức tàu chơi mã 6 tấn 5. Tri xe. Xe 7 tấn 1. Và xe 2 tấn 3. Tàu nhảy mã bắt xe. Lập tức Nhất tấn xe để bắt lại mã. Tuy nhiên tàu chơi tiếp xe 2 tấn 3 để truy lại pháo. Đến đây nếu như đổi quân, xe đen đang kiểm soát hàng chốt của bên đỏ và cơ hội chiến thắng là rất cao. Nhận thấy điều đó nên Nhất không thể đổi quân đã chơi. Pháo 6 tấn 2. Lập tức tàu chơi mã 5 tấn 7. Nước cờ tấn công rất mạnh mẽ. Pháo 6 bình 5, hồng kiếm cơ hội phản công. Tướng 5 bình 4. Xe 7 bình 6. Và pháo 5 bình 4. Nhất có vẻ nôn nóng để phản công, tuy nhiên lực lượng khá mỏng, cho nên những nước tấn công của Dương Thiết có vẻ yếu ớt. Tướng 5 bình 4. Đến này tàu nhâm lỗi chuyển đổi phương án tấn công bằng nước mã 7 tấn 9. Xe 6 tấn 2, Nhất tiếp tục tiến cục phản công. Mã 9 tấn 7 chiếu tướng. Tướng 5 bình 4 và xe 2 bình 9. Đến đây đèn có tới công rất mạnh mẽ. Nhất chơi tiếp. Pháo 5 bình 6, bắt pháo. Tướng 4 bình 5. Pháo 6 bình 5, hồng kiếm cơ hội đẩy thủ hòa. Tuy nhiên, đối với các kỳ thủ Trung Quốc, cơ hội thủ hòa ở hình cờ này là rất hiếm. Bởi vì các kỳ thủ Trung Quốc chơi cờ tàng rất chuẩn xác. Mời các bạn xem tiếp. Tàu chơi tiếp. Tượng 7 tấn 5. Đến đây nếu chơi theo biến 2, xe 6 tấn 1, thì diễn biến thế nào mà các bạn xem. Tàu nhầm lỗi bỏ không một pháo. Nếu chơi theo biến 2, lập tức tàu sẽ chơi xe 9 tấn 3, tướng tấn 1 và mã 7 thối 6, bắt pháo đồng thời dò sát. Đến đây nếu Nhất chạy pháo thì lập tức bên đen sẽ chơi mã 6 tấn 8 sát cuộc ngay. Cho nên buộc Nhất phải mất lại pháo và cơ hội chiến thắng của tàu nhắm lỗi là không hề nhỏ. Nhận thấy điều đó cho nên Nhất không thể chơi theo biến 2, đành chơi theo biến 1, phòng thủ trước. Và tàu chơi pháo 4 thối 2. Xe 6 bình 5 tiếp tục tìm cơ hội tấn công. Tàu xe 4 tấn 6, nước cờ dò sát rất hay. Đến đây buộc Nhất phải chơi pháo 5 thối 2 để tri cản pháo. Pháo 6 thối 1, nước cờ rất hay. Đến đây nếu chơi thể biến 2, pháo 6 thấn 1 để cản pháo,
thì diễn biến thế nào, mời các bạn xem. Lập tức bên đen chơi pháo 4 bình 7 tiếp tục dò sát. Nếu chơi xe 5 bình 4 sẽ bị nước thí xe, còn nếu chơi pháo 5 bình 4 thì diễn biến thế nào, mời các bạn xem tiếp. Lập tức đen sẽ chơi xe 9 bình 6 bắt pháo xe 5 bình 4 và mã 7 thối 8 bắt pháo, buộc pháo đỏ phải tấn 1 và lập tức đen chơi xe 6 tấn 1 chiếu tướng. Sĩ 5 tấn 4 thì đen sẽ chơi tấn 4 và pháo 7 bình 6 chiếu tướng ăn lại xe. Đến đây đen chắc chắn thắng cờ tàn. Mời các bạn xem thử biến 2. Nếu như chơi xe 5 thối 2 thì lập tức đen sẽ chơi xe 9 bình 5 ăn pháo. Đến đây nếu ăn pháo đổi ngang thì cơ hội chiến thắng của bên đen là rất lớn. Khi đen tiếp tục chơi xe 5 bình 1 ăn luôn chốt. Còn nếu như chơi xe 5 thối 1, lập tức đen sẽ chơi pháo 4 bình 6 chiếu tướng và ăn lại xe. Đến đây đen chắc chắn sẽ thắng cuộc. Nhận thấy điều đó nên Nhất không thể chơi theo biến 2 và biến 3, đành phải chơi theo biến 1. Pháo 5 tấn 5 chiếu tướng, sĩ 5 tấn 6, xe 5 bình 6, pháo 4 tấn 1, tàu tấn công không cho Nhất có thời gian để nghỉ ngơi. Đến đây, buộc đỏ phải thối sĩ và tàu lập tức xe 9 bình 5 bắt pháo. Pháo 5 thối 1, tàu chơi tiếp xe 5 tấn 3 chiếu tướng, tướng tấn 1. Đến đây có hai biến. Biến 1 là do tàu nhầm lỗi chọn. Pháo 4 tấn 2 nước cờ cũng rất hay. Khi tàu tấn pháo, tất cả các quân sĩ tượng của bên đỏ không thể nhúc nhích được. Còn nếu như chơi theo biến 2, mời các bạn xem thử. Dò sát. Đến đây không nước nào để ngăn cản nước mã chiếu. Nếu như chơi theo biến 1, sĩ 4 thối 5 thì lập tức đen sẽ chơi mã 9 thối 8 và mã 8 thối 7 chiếu tướng. Tướng thối 1. Đến đây, sau khi đổi quân thì đỏ chắc chắn sẽ thua cuộc. Khi bên đen còn pháo mã 2 chốt. Mời các bạn xem lại diễn biến 9. Đến đây tàu đang dò nước mã 7 tấn 9. Buộc Nhất phải chơi xe 4 bình 3. Và đen ung dung chơi mã 7 thối 6. Đến đây hai đường chiếu, không còn quân nào để chống đỡ. Nhất buông cờ chịu thua. Qua ván cờ này các bạn cũng thấy công lực của Yuma tàu nhâm lỗi là rất mạnh. Chỉ cần một sai lầm nhỏ là sẽ bị trả giá ngay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận những video mới nhất. Mọi ý kiến xin comment bên dưới để mình có thể hoàn thiện hơn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.